Tính đến thời điểm này, ngành du lịch đã sẵn sàng cung ứng cơ sở phòng cho các đại biểu khách mời về dự Festival Biển 2019. Khoảng 29 khách sạn dọc đường Trần Phú và trung tâm thành phố Nha Trang đã hỗ trợ hơn 70 phòng trong thời gian diễn ra Festival Biển từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5. Các cơ sở lưu trú cũng đang quảng bá lễ hội biển và năm du lịch quốc gia. Trước mắt tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ phòng khách sạn, đáp ứng nhu cầu lưu trú nghỉ dưỡng của một lượng lớn du khách đến Nha Trang Khánh Hòa trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày và tiếp đến là tuần lễ Festival Biển. Các thành viên thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa cũng đang gấp rút chuẩn bị cho các hoạt động hưởng ứng Festival Biển. Chúng tôi đã phối hợp với Lễ hội Nhà báo để làm một cái hội nghị về phát triển du lịch, có cái vai trò đóng góp lớn của báo chí. Thứ hai là chúng ta tổ chức một cái cuộc thi hoa lan toàn quốc ở Lâm Phú. Thứ ba là chúng tôi tổ chức một cái hội nghị về phát triển nguồn nhân lực với thời kỳ mới 4.0 với Đại học Khánh Hòa. Và thứ tư là chúng tôi tổ chức một cái diễn đàn GM toàn quốc. Đây là một cái cuộc gặp gỡ của các nhà quản lý cũng như các chủ đầu tư để nói lên được những cái điều mà cần phải cùng nhau chung tay để có được những cái phát triển của cái ngành lưu trú của Nha Trang Khánh Hòa cũng như của Việt Nam nói chung. Hướng về năm du lịch quốc gia do Khánh Hòa đăng cai thì khu du lịch Hòn Sỏi của chúng tôi đã tổ chức nhiều cái dịch vụ để mà phục vụ du khách trong cái thời gian tới. Đầu tiên thì chúng tôi cũng đã đưa về các cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ, dân gian mang rất nhiều về cái tính dân tộc Việt, hồn Việt. Và chúng tôi cũng muốn đưa đến cho du khách Nam Châu những cái tinh hoa của người Việt của chúng ta. Không khí rộn ràng chuẩn bị chào đón Festival Biển 2019 không chỉ diễn ra ở trung tâm thành phố Nha Trang mà còn ở các vùng du lịch vệ tinh. Hưởng ứng Festival Biển và năm du lịch quốc gia với mong muốn mang đến cho du khách nhiều nét mới lạ, nhiều doanh nghiệp cũng đã và sắp đưa vào hoạt động một số điểm tham quan du lịch mới, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của Nha Trang Khánh Hòa. Ngoài sản phẩm đặc trưng là du lịch biển đảo, Nha Trang Khánh Hòa còn khẳng định là điểm đến giàu tiềm năng về du lịch sinh thái núi rừng, sông hồ với một số điểm đến mới như khu du lịch tàu ngầm, Ba Hồ, Hồ Kênh Hạ, Hồ Cây Sung. Khu du lịch Hồ Cây Sung là một trong những điểm mới để mà chuẩn bị đưa vào hoạt động trong cái dịp mà năm du lịch quốc gia và đón Festival Biển năm 2019. Thì mục đích của cái khu du lịch là để cũng giới thiệu, ngoài cái nét biển thì cũng sẽ giới thiệu về trên cái khu vực là ở phía Tây là có những cái hồ rất là đẹp và có những cái khu rừng để tạo cho người ta đến để cắm trại dã ngoại và nghỉ ngơi. Đó là cũng là cái mục đích tạo thêm một cái sân chơi mới, rồi thêm một địa điểm mới để cho đặc biệt là dành cho khách du lịch Việt Nam cũng trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh. Sau tuần lễ Festival Biển, ngành du lịch sẽ tập trung tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá năm du lịch quốc gia, trong đó phối hợp với các hãng hàng không và sân bay quốc tế Cam Ranh, thông tin về khai thác các đường bay mới, sự kiện đón vị khách thứ 7 triệu, hạ tầng cảng hàng không, bến du thuyền tiếp tục hoàn thiện, ra mắt trung tâm bán hàng miễn thuế và quảng bá ba vịnh biển chiến lược của Khánh Hòa. Theo ước tính của ngành du lịch, với nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra xuyên suốt trong năm du lịch quốc gia, Khánh Hòa dự kiến thu hút từ 6,8 đến 7 triệu lượt khách lưu trú trong năm nay, trong đó khách quốc tế dự kiến đạt mốc 3,5 triệu lượt.